Thưa quý vị và các bạn, càng gần Tết Nguyên đán, các hành vi vi phạm về pháo xảy ra nhiều. Đáng nói, có cả những trường hợp vi phạm có thể do còn trẻ, không hiểu hết, hiểu không đúng hoặc do tò mò nghiên cứu. Mới đây, Công an huyện Phù Cừ đã phát hiện bắt giữ hai trường hợp sinh năm 2007 về hành vi tự sản xuất pháo nổ. Liên tiếp trong hai ngày 24 và 26 tháng 12 năm 2023, Công an huyện Phù Cừ đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển pháo nổ. Tổng khối lượng thu được gần 26 kg. Kết quả giám định xác định đều là loại pháo nổ, pháo tự chế. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận số pháo trên là do tự sản xuất ở tại nhà. Với Nguyễn Huy Hoàng, quê ở thôn Phú Anh, xã Minh Tiến, khai nhận sản xuất với mục đích bán để kiếm lời. Còn Bùi Tuấn Tú, quê ở thôn Hạ Cát, xã Tông Phan, hiện là học sinh lớp 10A6, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Phù Cừ, khai nhận do tò mò thích khám phá nên đã tự mua vật liệu trên mạng về tự chế pháo nổ để dùng. Cháu lướt trên nhiều trang web trên mạng thì cháu sự tò mò và nghiên cứu thấy người ta trộn lưu huỳnh và ca lấu bạc, trộn hai hỗn hợp vào nhau để chế tạo pháo. Không biết đây là vi phạm pháp luật thì cháu cũng mua về để những ngày Tết cháu đốt rồi. Cũng khuyên các bạn không nên như cháu nữa. Tôi thì cũng ở gần nhà cháu, thì tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm của cháu, thì là cháu ở địa phương thì cũng ngoan ngoãn, chưa có bị nhắc nhở gì cả. Ở trên lớp thì cháu chấp hành nội quy cũng rất là tốt. Khi mà nghe tin thì tôi cũng rất là bất ngờ. Thực ra thì các cháu ở tầm tuổi này nhiều khi hành động là bột phát, các cháu cũng chưa nhận thức rõ được là hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Đấy, sau cái trường hợp này của em thì cũng sẽ là một bài học răn đe cho nhiều bạn học sinh khác. Bất luận vì lý do gì thì hành vi của hai trường hợp trên đều đã vi phạm pháp luật. Vì thế gia đình nhà trường cần tăng cường tuyên truyền để mọi người dân nâng cao nhận thức, ý thức trong việc chấp hành pháp luật về sử dụng pháo, nhất là trong dịp giáp Tết Nguyên đán. Bởi đây là khoảng thời gian thường xảy ra nhiều vụ việc buôn bán, vận chuyển pháo. Các thanh niên rất dễ bị lôi kéo dẫn đến vi phạm. Minh chứng là chỉ trong 2 tuần vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện hàng chục vụ việc liên quan đến pháo nổ, pháo hoa nổ.